Xin chào quý vị và các bạn. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một cái miếng da chuyên dùng để thực hành tập khâu thẩm mỹ cũng như là khâu các vết thương trên da, được cấu tạo từ chất liệu là silicon và capsulon, có độ bền, độ mềm mại giống như da thật. Và trên da này có đa dạng các vết cắt để chúng ta có thể thực hành khâu được nhiều lần. Quý vị và các bạn quan tâm về sản phẩm này có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại hoặc là website. Xin chào và hẹn gặp lại.